Chủ hồ không ở đây để nhặt hàm của mình à? Úi dồi ôi. Đập luôn. Chết nó. Úi dồi ôi khiếp Nguyễn. Chép to. Cẩn thận nhá, phải rách túi lại. Rách túi lại lồng như nọ ấy. Gần ra ngoài rồi. Cái nào? Con chép này này. Tụt cái gì? Nó tụt mép vào đây rồi. Còn một vòng ở trong một tí nữa thôi. Đây mày này, đi. Này thôi. Chắc lấy nó kéo đi kéo này đấy. Ừ. Lấy để xuống cẩn thận không mà. Phải đem đi rửa không? Không, không đem về rửa luôn. Đem về rửa nữa. Bí nó lên. Thế hơi là dưới đoán. Hơi? Cháu đen là ông với ơn á. Ông... Vâng cái tóc đoan à ní? Cổ to, nó lây khúc này không? Đây vì em sẽ check cho các cụ nhé, cái ổ mồi lên hàng đen với chép cũ nhé là ngay chỗ này này. Các cụ để ý là khi xuống đến cái mái hồ thì có cái vị trí mà hôm trước mình quên bắn ngồi ấy, có video rồi. Còn cái điểm câu thì cách bờ ra thì cũng khá là xa. Còn cái vị trí đây các cụ có thể để ý mặt phao và cách vị trí của em ngồi ra thẳng lều nhé. Ở đây thì khẳng định là ở cái mom nhô nhất ở đây này, ở chỗ này mom nhô nhất rồi. Tính nếu mà ngồi ở đây thì phao nó quá gần luôn. Nó chỉ ra khoảng hơn một tầm cần với cách bờ thôi. Sở dĩ tại sao cái ổ chỗ này nó được mệnh danh là cứng như thép là vì là cái đáy hồ nó nằm ở chỗ này. À, vị trí ngay cái vị trí ngã ba này nó có với mức nước này nó khoảng rơi vào khoảng 13 mét, hơn 13 mét nước. Các cụ mà tưởng tượng hơn 13 mét nước thì không khác gì một cái đáy giếng luôn. Đấy, như cái khu vực này sâu nhất thì đàn đen nó hay ở đây. Thì hôm nay ổ này thì sau hai hôm trước thì cũng có các cụ câu ở đây phao đây. Đấy nếu mà nhìn từ cái vị trí mà cái số 11 của cái đợt trước ấy thì nhìn ra đây là điểm phao nó thẳng về cái góc mái kia đây là cái phao đây. Đấy mọi người các cụ một số cụ đến đây câu thì cứ bảo là ổ chỗ này nó không vào đấy nhưng mà cá ở dưới nước mà nhiều khi ngồi muốn được giật thì nó chả thấy đâu nhưng mà hôm nay câu thì rất là thành công luôn. Đây một số các cụ hôm nay đã thu về hết rồi tại vì hồ vẫn cho câu tiếng bình thường nhé. Còn ở phía bên trong này vẫn còn vài cụ ngồi. Có lẽ mọi người theo dõi kênh Lực thì không lạ gì so với cân thủ mặc áo đen kia rồi. Chỉ hợp với chỗ này thôi, chỗ này thì ngồi ở đây có thể nói là nó bị như kiểu người ta đầm chỗ rồi ấy. Đấy giờ cũng là buổi chiều rồi. Thôi đây cuối video mình quên bác chúc tất cả các cụ nhé một năm mới nhiều sức khỏe. Sẽ đi tát được cạn tất cả các hồ câu dịch vụ. Và trong đó có hồ Đèo Lai. Đây các cụ nào mà đến thì check đến đây và câu cái ổ này rất là đẹp luôn.